Quý vị và các bạn, béo phì luôn là nỗi lo lắng của rất nhiều chị em phụ nữ hiện nay. Vậy làm thế nào để giảm cân hiệu quả, cũng như sử dụng phương pháp gì để lưu giữ được nét thanh xuân tươi trẻ của làn da? Câu trả lời sẽ có trong góc nhìn người tiêu dùng ngày hôm nay. Trong xã hội hiện nay, chúng ta có thể thấy với thân hình quá khổ hay làn da không trẻ trung tươi đẹp luôn là điều khiến cho bất kỳ người nào gặp phải cũng cảm thấy căng thẳng, không còn tự tin trong cuộc sống. Trước nhu cầu này, công ty trách nhiệm hữu hạn Senly Organic đã cho ra đời hai dòng sản phẩm giúp cho quá trình giảm cân, làm đẹp của không chỉ các chị em phụ nữ mà các đấng mày râu trở nên dễ dàng và tiện lợi hơn bao giờ hết. Sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Senly Organic luôn được nhiều khách hàng an tâm sử dụng bởi thành phần chiết xuất từ 100% nguyên liệu thảo mộc thiên nhiên, không chứa chất hóa học, đảm bảo an toàn với cơ thể và có thể sử dụng lâu dài. Về thảo mộc hỗ trợ giảm béo Senly, có thành phần chính là 100% từ tự nhiên như là nấm linh chi, cao chè vàng, lá sen, tinh nghệ, trần bì, an toàn tuyệt đối cho người sử dụng và không gây tác dụng phụ. Còn về serum collagen tái tạo da Amni Skin, có thành phần chính là chiết xuất từ hoa hồng, chiết xuất từ tảo biển, vitamin B3 và đặc biệt là chiết xuất từ hạt cây tuyết tùng của Nhật Bản, sử dụng vô cùng lành tính và an toàn cho mọi loại da. Tương lai, công ty chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục cho ra đời các dòng sản phẩm chuyên sâu về da, đồng thời chúng tôi sẽ tiến tới thị trường quốc tế để mở rộng quy mô cũng như là khẳng định thương hiệu Senly và Amoli Skin. Sản phẩm viên uống hỗ trợ giảm cân Senly và serum Amoli Skin được sản xuất tại hệ thống nhà xưởng đạt chuẩn với chế độ kiểm định gắt gao. Quy trình sản xuất đảm bảo sạch sẽ, hợp vệ sinh và nguồn nguyên liệu được tuyển chọn, chế biến nghiêm ngặt để mỗi sản phẩm đến tay khách hàng luôn đạt chất lượng tốt nhất. Thị trường hiện nay thì có rất nhiều những cái sản phẩm giảm cân cũng như là sản phẩm mỹ phẩm trôi nổi. Khi mà sử dụng những cái sản phẩm kém chất lượng như vậy thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe cũng như là thẩm mỹ. Dưới góc nhìn của một chuyên gia thì các bạn nên sử dụng những cái sản phẩm có xuất xứ rõ ràng, có thương hiệu và được Bộ Y tế công nhận. Đối với cả viên uống giảm cân Senly thì tôi thấy có những cái thành phần ví dụ như là trần bì, tinh dầu bưởi, chè vàng. Đây là những cái thành phần tự nhiên rất tốt cho sức khỏe, giảm cân một cách an toàn. Bên cạnh đó thì serum dưỡng da Amoli Skin cũng được chiết xuất từ những thành phần tự nhiên như hoa hồng, hoa cúc hay là tảo biển. Những cái thành phần này sẽ giúp cho làn da của chúng ta được tái tạo một cách tự nhiên, cung cấp độ ẩm cho da, giúp da sáng, mướt, mịn màng hơn. Nối tiếp những sản phẩm thành công trước đó, công ty Senly Organic tiếp tục cho ra đời dòng mỹ phẩm mang thương hiệu Amoli Skin mang tên Serum Collagen tái tạo da. Được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, Amoli Skin có xuất xứ hoàn toàn tự nhiên, được chiết xuất từ hoa hồng Rosa Canina, hoa cúc, tảo biển, cây tuyết vùng Nhật Bản. Nhờ viên uống hỗ trợ giảm cân Senly, rất nhiều chị em phụ nữ không còn phải lo lắng ăn kiêng hay luyện tập quá sức mà vẫn có thể duy trì chế độ ăn uống bình thường để có một vóc dáng thon gọn và thân hình khỏe mạnh. Là hồi trước mình cũng béo lắm, cũng thử qua rất là nhiều loại viên uống giảm cân rồi, nhưng mà đều là bị tăng cân lại ấy. Thì sau khi mà mình được bạn bè giới thiệu và tìm hiểu về cái hãng giảm cân bên Senly thì mình cũng đã thử mua về dùng. Thì một thời gian mình thử liệu trình đó là 30 ngày kết hợp với một chế độ ăn uống hợp lý, sau đó mình sẽ bỏ ra mỗi ngày khoảng tầm tiếng rưỡi đến 2 tiếng để đi tập gym. Sau một tháng là mình đã giảm được 5 cân và mình thấy sản phẩm này rất là an toàn. Nắm bắt được nỗi lo của nhiều chị em phụ nữ, Senly Organic và Senly Beauty đã sản xuất hai dòng sản phẩm là viên uống hỗ trợ giảm cân Senly và serum Amoli Skin, giúp cho quá trình giảm cân, làm đẹp trở nên đơn giản và nhẹ nhàng hơn. Sử dụng sản phẩm serum Amoli Skin này được 6 tháng và hiện tại thì da của tôi đã có những phát triển rất là tốt. Da của tôi hiện tại không còn các vết nám, tàn nhang hay là các vết thâm nữa, và đặc biệt hơn nữa là không còn tình trạng da bị nhăn ở các khóe mắt này. Đó, và hiện tại thì da của tôi đang rất là căng bóng, nên là trong thời gian tới tôi rất là mong muốn là mình sử dụng sản phẩm này nhiều hơn. Tôi vẫn lựa chọn để sử dụng sản phẩm này cho thời gian tới và cũng rất hy vọng trong thời gian tới tôi sẽ giới thiệu đến được nhiều người bạn cũng như là gia đình sử dụng sản phẩm này nhiều. Với tôn chỉ kinh doanh bằng tâm và phục vụ khách hàng với cả tấm lòng, Senly Organic đang từng bước cố gắng hơn nữa mang đến những dòng sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, chất lượng và đạt hiệu quả tốt, giúp không chỉ các chị em phụ nữ mà còn những đấng mày râu có một vóc dáng thon gọn, khỏe đẹp và lưu giữ lâu dài nét thanh xuân tươi trẻ cho làn da.